Cuộc sống của đồng bào Xiêng ở Bình Phước gắn bó với núi rừng, nương rẫy nên có những nét văn hóa ẩm thực độc đáo, giàu bản sắc. Đến với Bình Phước lần này, MC Nhật Trường không thể bỏ qua những món đặc sản của người Xiêng. Hương vị hấp dẫn và đặc trưng của ẩm thực nơi đây sẽ được bật mí trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, được phát sóng vào lúc 19h50 thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả đón xem.